Đệ tử Hanh Nguyễn xin được chào các bác, các anh chị, các bạn và các em nhé. Đệ tử Hanh Nguyễn này sẽ test cho 13 bác đã Hanh Nguyễn đã lỡ idol của bác, bởi vì Hanh Nguyễn thiếu idol. Hôm nay Hanh Nguyễn về được 13, được 20 con. Và Hanh Nguyễn trả lỡ 13 bác đã tin yêu và chờ đợi nhà Hanh Nguyễn. Đây là idol chính hãng, idol Việt Nam ở phía Bắc này. Hanh Nguyễn là người phân phối idol Việt Nam. Chỉ có Hanh Nguyễn là người độc quyền phân phối idol IVU Việt Nam ở phía Bắc. Coi như là cả tập tập idol IVU audio IVU 100. Đó như này. Series vào này. Rất đẹp, mới tinh, phiên bản mới nhất 2018 và Hanh Nguyễn đã cung cấp trên thị trường. Hanh Nguyễn test cho 13 bác. Bác thứ nhất là bác Nguyễn Mạnh Hùng, bác đến từ Hà Nội. Bác thứ hai là Bùi Kim Hùng, đến từ Hải Phòng. Bác thứ ba bác Anh Dũng, đến từ Bắc Ninh. Bác thứ tư là bác Nguyễn Văn Hiệp, đến từ Hà Nội. Bác thứ năm là Nguyễn Mạnh Hà, đến từ Hưng Yên. Bác sáu là Nguyễn Kiến Chức, đến từ Hải Dương, quê hương em. Bác thứ bảy Nguyễn Mạnh Dũng, đến từ Hà Giang. Bác thứ 8 là Lê Văn Loan, dần dần cái này em nắp rồi. Bác 9 là Lê Văn Mạnh, Đắk Lắk. Bác thứ 10 là Lê Văn Đại, Thanh Hóa. Bác 11 là Lam, Bác Lam ở Hà Tĩnh. Bác thứ 12 là Phạm Văn Năm, bác đến từ Hà Nội. Và bác thứ 13 là Bác Tài ở Khánh Hòa. Bác Tài đã mua nhà em, bác đã góp gần đủ một bộ thanh hát, thanh ca và thanh nhạc. Bác sẽ làm đúng như hướng dẫn của em thì bộ đấy đúng gọi thanh ca, thanh hát và thanh nhạc. Và em sẽ test thật kỹ càng trước idol IVU nổi tiếng Đình Đám, là trái tim của dàn hát, là viên ngọc viên đông tỏa sáng trên bầu trời Việt Nam cũng như là quốc tế. Khi các bác sở hữu được con idol IVU 100 thế hệ mới nhất cho một chất âm cực kỳ sáng, em có thể miêu tả giống như một viên ngọc viên đông. Cái máy idol IVU này có nhiệm vụ là gom toàn bộ tất cả các giải tần bass, beat và chung lại và làm sáng bóng lên, loại bỏ tất cả các thành phần tạp âm thanh, rác âm thanh, bộ âm thanh và cạn bã âm thanh để đưa ra loa, đưa xung đẩy và đưa ra loa một chất âm hay nhất, sáng nhất, ngọt ngào nhất, uy lực nhất, mạnh mẽ nhất, mềm mại nhất. Toàn bộ hệ thống idol IVU Việt Nam do cửa hàng Hanh Nguyễn độc quyền phân phối ở phía Bắc nhá. Rất là nhiều. Và em thay mặt gia đình em xin cảm ơn tất cả các bác, các anh, các chị, các bạn và các em trong thời gian qua luôn luôn cổ vũ động viên tinh thần cho Hanh Nguyễn. Đó là những nghị lực, những nghị lực và những cái mục tiêu để Hanh Nguyễn phấn đấu một cách hết sức mình, gìn giữ và không bao giờ để phụ lòng tất cả các bác tin yêu cửa hàng nhà Hanh Nguyễn. Hanh Nguyễn sẽ hứa sẽ làm trọn nhiệm vụ của người cung cấp các cái thiết bị âm thanh và sẽ luôn luôn để tìm tòi sáng tạo, nghiên cứu để ghép và đưa ra những bộ âm thanh hay nhất, tốt nhất với giá tiền hợp lý với từng bác, từng điều kiện hoàn cảnh, từng gia đình. Hanh Nguyễn có thể làm những bộ karaoke từ 6 triệu lên 100-200 triệu cũng đạt được hết. Hanh Nguyễn có thể bán lẻ, bán tất cả thiết bị rời rạc hết, bán lẻ từng thiết bị một mà có thể là nhận lắp đặt tất cả phòng hát karaoke chuyên nghiệp gia đình, sự kiện tại tại chỗ trong bán kính 100 km hoặc là hơn 100 km. Các bác có nhu cầu về âm thanh hát karaoke gia đình thì các bác muốn lắp đặt, các bác cứ điện cho Hanh Nguyễn. Hanh Nguyễn sẽ đến tận nhà Hanh Nguyễn lắp đặt và giá cả Hanh Nguyễn đã thông báo một cách chi tiết cụ thể trên YouTube và đến nhà các bác lắp cũng vậy, không có gì thay đổi biến động về giá. Và Hanh Nguyễn rất muốn là đến nhà các bác lắp để Hanh Nguyễn cân chỉnh để làm sao các bác hài lòng khi mà Hanh Nguyễn bán các sản phẩm ra thị trường. Các bác mua nhà Hanh Nguyễn, các bác thấy hay, các bác thấy hay mà thì đó là một cái niềm vui, niềm hạnh phúc của Hanh Nguyễn. Các bác vui tức là Hanh Nguyễn vui. Các bác mà cảm thấy âm thanh nhà Hanh Nguyễn có những cái mà chưa được thì các bác sẽ điện thoại cho Hanh Nguyễn, đóng cửa với nhau, Hanh Nguyễn sẽ giải quyết ngay lập tức. Các bác không phải nghĩ về Hanh Nguyễn. Và Hanh Nguyễn cũng xin lỗi tất cả các bác, các anh chị. Có những bác gọi điện cho Hanh Nguyễn thì Hanh Nguyễn không nghe được máy. Không phải Hanh Nguyễn không nghe máy, bởi vì là trong quá trình giao dịch với tất cả các bác thì Hanh Nguyễn bị trùng máy, trùng số máy.
Do vậy là anh vẫn không trả lời được bác một cách kịp thời, thì mong các bác cũng lượng thứ và thông cảm cho anh Nguyễn. Thực ra các bác mà điện đến anh Nguyễn đó là một cái sự mong đợi của anh Nguyễn và một cái sự trân trọng cửa hàng anh Nguyễn. Các bác mới điện, có thể các bác điện cho anh Nguyễn hỏi tư vấn, có thể các bác không mua thì anh Nguyễn cũng không vấn đề cả. Các bác hỏi có thể hỗ trợ các bác về kỹ thuật, em nhất trí ngay. Em có thời gian, em không từ chối một ai cả, trừ khi là em có bận thì lúc đó bác cũng thông cảm với em và hẹn một thời điểm thích hợp. Em sẽ hỗ trợ các bác một cách nhiệt tình, chu đáo, không nghĩ ngợi gì cả. Đấy là quan điểm làm việc và công việc của anh Nguyễn. Có nhất đây là Idol View Việt Nam, chính hãng, có Sri, có Mã Vạch và mặt khay nhôm, tay bắt làm ba ốc, mặt khay nhôm. Và cái dòng này có các bác là cắt cốt rất hay. Đấy, nếu các bác là đánh sự kiện thì các bác mua cái Idol View này rất là hay. Nó hỗ trợ hai cổng ra để đánh cho main công suất và hỗ trợ đường súp. Bác dùng rắc hoa sen từ đầu về ca lông đánh hai kênh để cho súp rất là hay, rất là tuyệt vời luôn nhá. Em toàn bộ quá trình em test cho 13 bác và em cảm ơn tất cả các bác đã ủng hộ cửa hàng anh Nguyễn. Và cửa hàng anh Nguyễn nay về được 20 con thì em là anh Nguyễn sẽ test cho trả lợ cho 13 bác. Bác đã chờ đợi mà trong Idol View này nó ít hàng cho nên em hay bị nhỡ hàng, còn tất cả cái bị khác lọc vang loa đẩy thì nhà em lúc nào cũng có thể là cung cấp cho bác được 340 bó hát lên một lúc, nhà em có thể cung cấp đủ thôi nhé. Chào các bác ạ.